Kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn Miệt Vườn xin kính chào quý bà con, kính chào những bà con đam mê trồng dừa ha. Thì hôm nay là tháng 3, bước vào cái tâm điểm của cái mùa nắng, mùa hạn rất là cao nha quý bà con. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây là hiện nay có nắng hạn gay gắt luôn. Có một số chỗ là đang thiếu nước trầm trọng, chẳng hạn như Gò Công Tây, Tiền Giang mình nha. Thì cái mực nước kinh sông rạch đã khô cạn, không còn nước ngọt để sử dụng cho tưới cây hoa màu, tưới tiêu nha bà con. Đó, thì cái mùa hạn mặn này rất là nguy hiểm cho cái cây trồng chúng ta. Thì cái nước tưới tiêu cũng không còn, cái nước sinh hoạt cũng một số bà con cũng đã thiếu thốn rất là nhiều. Như ở thị xã Gò Công dưới đó, hôm nay qua rất là nhiều những chuyến xe mà từ thiện nguồn nước ngọt để đến tay bà con sử dụng. Rất là khan hiếm nguồn nước nha quý bà con. Thì hôm nay với cái nội dung video clip này thì mình cũng xin chia sẻ cho bà con một cái cách để cho bà con giúp cái cây dừa mình không bị mất sức nha. Thì nếu mà nước này nè, không có nước thì bà con không thể nào vô phân được. Không vô phân được thì cây dừa đương nhiên nó sẽ mất sức rất là trầm trọng nha quý bà con. Đây, thì mình review cho bà con những cái cây dừa mình đã xử lý được. Và cái mình cũng hên nha bà con, tại mình đó mình tính trước được cái mực nước của mình á, cho nên mình lấy cái mương nè. Bà con bây giờ đang chuẩn bị trồng trọt trồng dừa thì nên chuẩn bị cái nguồn dự trữ nước để không thiếu vào cái mùa này nha bà con. Nè, cái mương này rất là to đó. Thì hiện giờ cái dừa chúng ta nó đang ra bông ra trái rất là nhiều, cái tỷ lệ bây giờ nó đang chuẩn bị cho ra trái non nè, đậu non là rất là cao nha bà con. Nè, nếu mà nó vô cái thời đoạn cái thời điểm này nè, chẳng hạn như thời điểm này ha, mà bà con mà bị rất thiếu nước á thì nó sẽ bị buông bông hết luôn và cái trái nó sẽ teo liền đó. Thì cái mùa này nếu bà con vô phân thì không có nước tưới ha, thì mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái loại cái can này, can 5 lít này để cho bà con cái tưới vô và cái thuốc phun để cho cây dừa nó không bị mất sức vào mùa nắng này nha bà con. Đây, mình review cho bà con vài cây nữa nha. Cái đầu mình quay chia sẻ loại thuốc đó và cái canh đó dẫn bà con kết hợp cho bà con tưới liền nha. Bà con không cần rải luôn, bà con pha nước loãng mình á, cái nước loãng thì mình bà con nói chung tại hết nước rồi mình phải dùng biện pháp này để xử lý cho cái dàn dừa mình nó không bị mất sức nha. Đây đó, mình xử lý qua những cái kinh nghiệm của mình thực dụng, mình thấy rất là hiệu quả nè. Hôm nay mình đưa lại, mình chia sẻ lại cho bà con để cho bà con có cái dàn dừa trái như mình nha. Thì cái mùa nắng này nó bỏ dừa nó trái vậy là thấy là quý nha bà con, còn mùa mưa nó khác. Đây đó, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái loại thuốc và cái can này để bà con cách trị rất hiệu quả nha. Thứ hai nữa là mình sẽ chia sẻ cho bà con trị luôn cái con rịp sáp nha. Mùa nắng này là mùa rất cao điểm con rịp sáp nè. Chúng ta cái mùa này mà không trị rịp sáp thì nó sẽ đeo cái trái dừa và nó đeo lên cái cuốn dừa, thành ra cái tỷ lệ dừa chúng ta đậu trái ít lắm. À, thì lát mình chia sẻ cho bà con một cái loại để trị rịp sáp luôn nha. Hai cái vấn đề chính hôm nay thì thứ nhất là cái loại phân để cho bà con tưới vào gốc ha, pha nước loãng tưới vào gốc liền cái tặng cho cây dừa không mất sức vào cái mùa nắng này. Đó, bên này không có nước bà con vẫn tưới được, tại cái lượng nước tưới rất là đơn giản thôi nha bà con. Bà con tưới nó thấm sâu xuống đất là bà con khỏi cần xả lại cũng được luôn nha. Rồi, mình sẽ đi vào chia sẻ từng phần cho bà con nha. Thì cũng như cái mùa nắng, như quý bà con biết ha, cái mùa nắng thì cái lượng nước chúng ta rất khan hiếm. Nếu mà chúng ta bỏ phế luôn, bỏ luôn không có tưới phân và không có tưới nước thì cây dừa đương nhiên, cái cây trồng chúng ta với khoai kia cây dừa chúng đương nhiên sẽ bị mất sức rất là trầm trọng. Và một khi cái cây đã mất sức thì cũng như là thiếu dinh dưỡng đi. Đó, nhưng mà suy dinh dưỡng là cái cây rất là lâu là lấy lại sức nha. Thì hôm nay mình đưa cho bà con một cái loại như này nè, xài cấp tốc liền cho cái mùa nắng này, nó rất là tốt nha bà con. Đây là cái can cái bằng phân hữu cơ nè, nó loại là Rod USA. Thứ nhất, nó sử dụng cho tất cả các loại cây trồng luôn. Mình đây đang review trên cây dừa nhưng mà bà con xài cho được tất cả các loại cây trồng vì cái công dụng của nó rất là hữu ích. Nó có thể là nó là ra rễ cực nhanh, mạnh, xanh lá, lớn trái, chống ngẹn rễ, thối rễ do nhiễm mặn. Đó,
giải độc phèn hữu cơ chống chịu mặn khô hạn. Thì có rất là nhiều bà con bây giờ đang kiểu như là không thể nào mà bỏ cái gì vô mình chích khác được. Thì có những cái chỗ mà đang hiện nay nhà nước đang cho vô cái nước vô, nhưng mà vô cái độ mặn vừa phải thì ít nhiều chúng đất chúng ta sẽ bị nhiễm ha, nhiễm mặn đó. Thì một công dụng, cái này là hai công dụng luôn, vừa giải độc được những cái chất mặn của cái nước do ngộ độc mặn đó ha. Thứ nhất là giải độc được cái mặn đó. Cái thứ hai nữa là nó tăng cường được cái dinh dưỡng cần thiết nhất cho cây chịu được cái khô hạn khắc nghiệt vào cái mùa này nha bà con. Cái này cái công bà cái cách tưới như sau. Thì bà con lấy 100cc, cái này là dạng nước nước lỏng nha. 100cc của cái bình cái can này bà con pha 10 lít nước. Thì tùy theo cái độ tuổi của cây sinh trưởng. Nếu cái dừa chúng ta vừa đang ra trái như vậy ha, thì bà con pha 100cc cho 10 lít nước pha loãng vô, bà con tưới một gốc 2 lít nước ha, 2 lít nước pha thuốc pha loãng vô bà con tưới đều như vậy. Thì nói chung đâu có tiết đâu có tốn nước nhiều đâu ha. Cái này có thể là mình lấy nước sinh hoạt của mình á, mình bỏ vô cái phi mình pha, mình la mình tưới là rất là ok nha bà con. Nó chịu được cái sự mà khắc nghiệt vào cái này mùa này. Còn cái mùa này nếu mà chúng ta vô không có nước mà chúng ta vô phân thì nước rồi mà tưới đúng không, không có nước tưới. Cho nên chúng ta dùng cái biện pháp này rất là hiệu quả luôn đó. Và nhà nước kinh mương rạch hết rồi thì chúng ta tạo điều kiện, bây giờ chúng ta lấy cái can hay là cái gì đó người ta chứa đem ra ngoài, rồi ta lấy cái thuốc này người ta pha vô, ta tưới vô gốc thì nó sẽ đủ cái dinh dưỡng chịu được mấy tháng tháng hạn luôn nha bà con. Cứ một tháng mà con tưới lần, mấy tháng nắng mà con tháng hoặc là 20 bữa mà con tưới một lần thì bảo đảm cái dừa chúng ta nó rất là ok nha. Cái cây trồng chúng ta rất là ok, xài tất cả loại cây luôn nha quý bà con nè. Rốt ủa tra này nó được dùng ba hoạt chất nha, humic và folic và amino luôn nha bà con, xài được tất cả loại cây luôn đó. Chịu hạn chịu nó chịu mà hạn rất cao, nó giải độc độc phèn với giải độc mặn á, rất cao nha quý bà con đó. Thì bà con nói một can này nè mà bà con pha được tới 5.000 lít nước là đó, bà con tưới tùy theo độ tuổi của cây. Nếu mà cây dừa mà chúng ta nhỏ như vậy nè bà con, đây nhỏ chặn tầm này thì bà con nó hay bị vàng lá nè, không đó mình quay cho bà con nè. Cái dừa cái tầm này nè nó hay bị vàng lá lắm. Bà con lấy cái này vô bà con tưới liền nè đó, như cái dừa nhỏ này ha. Thì rất là nhiều bà con cái đang hiện tượng cái dừa mà cỡ này nè vàng hết ráo lá chân luôn, tại cái mùa này đa số nó bị vàng do cái thời tiết khắc nghiệt ha. Bà con nên lấy cái này bà con tưới vô thì như vậy bà con pha 10 lít nước mà con tưới một gốc 1 lít thôi đó. Thì 10 lít thì được 10 gốc đó. Đó bà con thấy chưa, công hiệu của cái này. Rồi xong nữa thì ở trên bà con nên phun, đây là cái loại phân bón lá luôn, hữu cơ bón lá, để chi để cho cái cây dừa mình nó hấp thụ qua lá luôn nha bà con. Tại mình tận dụng được cái thời tiết này, cái thời tiết khắc nghiệt này mình nó nóng quá thì bà con giải nhiệt nó. Cái này là thuốc rong biển hữu cơ nè, để giúp cái cây chúng ta hấp thụ qua lá rất tốt. Nó có công dụng như sau: mát bông, xanh trái và giải độc hữu cơ, giải độc thuốc bảo vệ thực vật, và đương nhiên nó sẽ nở cái đọt ra nha bà con. Cái những cái mùa nắng này dừa chúng ta hay bị tớp đọt, teo đọt đó, thì bà con xịt cái này vô là cái biện pháp giúp chúng ta cải thiện rất là nhanh cái dừa bị mất sức vào cái mùa nắng, nhất là cái mùa hạn này nha bà con. Đó rồi bà con nắm được cái phần để bổ sung cái dinh dưỡng cho cái cây chưa. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bà con luôn một cái cách để trị con điệp sáp luôn, một công hai chuyện nha bà con, một công hai chuyện luôn. Đây cái con điệp sáp nó có biểu hiện như sau. Rất là nhiều bà con không biết con điệp sáp nó cái hình thành nó là sao. Để mình kiếm một cái hai cái lá mình bà con thấy. Cái con điệp sáp á, nó hay ở những cái tàu lá già, mình không thấy tại mình xịt nó chết đâu, mình không thấy được nha bà con. Con điệp sáp nó hay ở tàu lá già với lá chân như nè. Thứ nhất là nó có nhớt ha, nó màu trắng, rồi cái trứng ở trong nó màu đỏ, bà con bóp ra nó nhớt thì nó hút cái nhựa của lá nè, nó đeo mặt dưới nó hút cái nhựa của lá thì gây ra cái lá dừa mà chúng ta thấy đốm vàng vàng á là bị nó đó, nó hút cái nhựa thành ra nó hết chất nhựa rồi cái lá nó chuyển đổi màu vàng liền đó.
nó chuyển qua màu vàng vậy nè. Đây đây, nó cũng có một con, còn là còn một con. Đây mình quay cho bà con kỹ luôn nha. Nè đây con điệp sáp nó lại vậy nè nha bà con. Bà con kiểm tra ha, ra vườn của mình kiểm tra đi. Bắt đầu nó có nhện màu trắng nè ha, cái ổ nhện nó có màu trắng nè. Đây nó vàng 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 nè, thấy chưa? Đó, bà con thấy nó cái hiệu quả của nó chưa? Nè nó ăn, nó hút nè, cái này nè, nó hút nè, không nó hút cái mặt mặt dưới của lá nè, mặt trên bà con thấy màu đốm đốm vàng vàng nè, thấy không? Đốm đốm nè, nó hen thì nó hút cái nhựa sẽ gây ra cái lá dừa, lá cây trái chúng ta nó bị vàng. Rồi hai nữa, nó sẽ đeo lên những cái cuốn dừa, cuốn màu nan, cuốn lưỡi mèo, nó rút ở cái cuối cái cuốn đeo trắng sắc đó luôn. Rồi bây giờ tối nắng nó trốn trong đó, tối nó sẽ bò ra, nó đeo vô những cái trái non và những cái cuốn dừa, thành ra đang thu cái dừa đó luôn. Thì nó cái tác hại của nó là giảm đi cái tỷ lệ thụ phấn của cái dừa rất là cao. Cái dừa chúng ta bị điệp sáp nhiều là cái tỷ lệ đậu rất là thấp ha, chỉ được mấy chục phần trăm thôi. Cho nên chúng ta phải tiêu diệt ngay từ giai đoạn đầu nha bà con. Đó, thấy có biểu hiện như vậy thì bà con Zalo Minh Nguyễn, thì Minh Nguyễn cho số Zalo trên đầu video á, bà con cứ Zalo mình thì mình sẽ gửi qua thuốc. Đây là chai thuốc khủng long nha. Thì một chai này thì mình không có tính trên bình, không tính phi, nhưng mà mình xài được là 9 bình 25 lít nước nha. 9 bình thì bà con bình 16 20 thì bà con đặt thuốc, bà con báo cho mình thì mình sẽ ghi chia sẻ cái cách phun và cái tờ hướng dẫn nè, kết hợp với cái gói này nữa là ok và bãi luôn nha. Đây là khắc tinh điệp sáp nha bà con. Đó, bộ sản phẩm này hôm nay mình like lại cho bà con tại cái mùa nắng này, mùa tâm điểm của điệp sáp nha. Vườn nào cũng có hết nha bà con. Xài thì bà con xịt vô, xịt đại trái ướt đọt bình thường hết nha. Đặc biệt hai loại thuốc này nó không có nóng nha quý bà con. Kèm thêm cái chai này nữa. Đó, một bộ trị ha. Đó, công dụng của nó là bà con, cái này là mát nè, mát bông, mát lá, mát trái. Còn này là trị điệp sáp cực kỳ hiệu quả luôn. Bà con kèm vô là không bao giờ bà xịt thuốc mà bà con bị nóng. Nhưng con cái nó hơi nóng cái mặt mình nha, hơi nóng da. Tại cái loại thuốc này là nó hay mẫn cảm với da. Nhưng không sao, bà con xịt thuốc thì đương nhiên phải đeo khẩu trang, đeo mắt kiến và đeo khẩu tay đàng hoàng, thì nó không có dính vô da mình thì nó không có gì hết nha. Đó, cái này, cái thằng khủng long này đặc biệt nó lưu dẫn, nó thấm sâu rất là hay, cho nên nó phát tác rất là sâu ở trong những cái lưỡi mèo rồi kia, thì trị con đuông rất là hiệu quả luôn. Trị đuông, bù xe, cánh cứng luôn, bỏ cánh cứng nha, kiến dương hết luôn nha bà con. Rồi, nội dung video clip hôm nay mình quay tới đây thôi nha. Bà con chụp hình lại, bà con muốn đặt bộ combo này thì mình sẽ cho số điện thoại trên đầu video nha. Bà con Zalo với mình thì mình sẽ gửi thuốc cho quý bà con. Mình không có tiện báo giá cho bà con nha, thì bà con Zalo thì Minh Nguyễn sẽ báo giá, bà con được thì bà con mua. Vui lòng khách đến thì giờ không vừa lòng thì khách đi thôi. Đó, bà con mình không báo giá, báo giá thì có một số anh em nói này nói nọ, mình không có báo giá thực tế cho bà con nha. Đó, đặc biệt nha, cái can này nè bà con, không thể thiếu cho chúng ta vào mùa nắng nè. Nó giải, nó giải phèn với giải hàng, giải độ mặn rất là hay nha bà con. Bà con tưới vô thì nó sẽ giải liền, cực kỳ hiệu quả. Chụp hình lại nha bà con, đặt hàng thì bà con cứ chụp hình gửi mình báo giá nha bà con. Đó, rồi thì cái kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn chia sẻ cho quý bà con những loại thuốc tới đây thôi nha. Thì bà con có nhu cầu đặt hàng thì Zalo cho mình, thì có thiện chí thì cho Minh Nguyễn một like hoặc một lượt subscribe để theo dõi kênh của Minh Nguyễn và giúp cái kênh mình càng ngày càng phát triển nha bà con. Thôi, chào bà con, chúc bà con thành công.